Quý vị và các bạn thân mến, khi nói đến an toàn thực phẩm, tuyên truyền các sản phẩm rau an toàn, thì chúng ta thường nghĩ ngay đến đối tượng là những bà nội trợ. Nhưng hiện nay, tại trường trung học phổ thông Thới Lai, việc hướng dẫn trồng rau an toàn hoặc theo cách thường gọi là rau sạch đang được các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình qua các hoạt động trải nghiệm. Đây là khu vực trồng bắp cải của các em học sinh khối 10, trường trung học phổ thông Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Tại vườn rau này, mỗi em học sinh phải tham gia trồng ít nhất một cây bắp cải theo hướng sản xuất an toàn với sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Nó sẽ hình thành một cái kỹ năng. Ở cái kỹ năng này thì ngoài cái kỹ năng giống như là các em nó hợp tác nhóm để làm ra một cái sản phẩm. Rồi khi các em nó làm tạo thành một cái sản phẩm, ví dụ trồng rau sạch, thì các em nó cảm giác là mình đã làm ra những cái sản phẩm cho mình rồi. Thì các em nó thật, nói chung là nó có một cái niềm vui nào đó mà em cũng không có thể nào kể hết được. Bên cạnh đó thì những cái kiến thức và những cái sản phẩm em làm được thì em cũng đã ứng dụng vào cái thực tiễn gia đình và cũng có thể là hướng dẫn cho những người xung quanh để làm những cái sản phẩm. Thường thường trồng thì phải có sâu và có bệnh, thì khi phòng và trừ thì tuyệt đối mình hạn chế tối đa sử dụng thuốc hóa học. Rồi thứ hai nữa, nếu mà mình thấy xuất hiện sâu nhiều hoặc là bệnh nhiều á, thì cái biện pháp đầu tiên của mấy em đó là phải thực hiện là bắt sâu. Bệnh thì có thể là em sẽ nghiên cứu và làm những cái sản phẩm từ thiên nhiên, như là từ tỏi, từ gừng, từ ớt, rồi cho các em nó tự xử lý trên cái cây trồng để nó nâng cái tầm chất lượng cây lên. Theo sự hướng dẫn này, nhiều em học sinh đã tự tay mình chăm sóc được nhiều cây bắp cải phát triển tốt và đảm bảo an toàn sau khi thu hoạch. Trong số hàng trăm học sinh tham gia hoạt động này, không ít em lần đầu tiên biết đến việc sản xuất rau an toàn là như thế nào. Từ đó, các em đã có những suy nghĩ hoàn toàn khác trước. Giá trị khi mình trồng được cái rau sạch đó là cái giá trị của nó là kiểu như mình biết trân trọng cái sức lao động của mình khi mà mình sau cái thành quả mình làm được cây bắp cải. Cái thứ hai nữa là biết được về những cái loại sâu bệnh hại dành cho cây. Đó là kiểu như em cảm thấy đó là một cái kỹ năng sống của bản thân mình được trao dồi. Trồng được cái rau sạch đó khiến cho con cảm thấy tự nhiên tự hào, hay là cái công sức mình bỏ ra là xứng đáng, và khi mà ra ngoài mua thì cái giá cả là cũng thấy là hợp lý, không có bị phân vân hay là cảm thấy là cái này giá trên trời hay là nó quá là mắc. Không chỉ có vườn rau sạch chuyên trồng bắp cải, mà nhà trường còn đầu tư kinh phí làm một khu nhà kính và thành lập câu lạc bộ sinh học. Khi tham gia câu lạc bộ này, các em còn được cung cấp kiến thức nhiều hơn về sản xuất rau an toàn và tác động của môi trường đến sức khỏe con người khi sản xuất nông nghiệp mà sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định. Sau khi học trên lớp xong, buổi chiều em sẽ dành thời gian khoảng 5 phút để đi xuống bắt sâu cho cây và tưới cây để cho cây phát triển tốt. Và em chiều này em cũng đi xuống hết cho đến cây phát triển lớn lên và có bắp. Trong giai đoạn có bắp thì chúng ta phải tăng cường bắt sâu thêm để thôi nó tránh sâu làm hại bắp. Và chúng ta phải trồng những cái bông hoa để dụ thiên địch để bắt sâu cho cây. Em cũng có biết được cái sự ảnh hưởng của phân thuốc hóa học, nó ảnh hưởng đến môi trường và con người như thế nào. Nó có thể gây những cái bệnh mà sau này chúng ta mới biết nó còn dư trong cơ thể. Rồi nó ảnh hưởng tới đất, môi trường nước, nó làm cho ô nhiễm môi trường, gây hiệu ứng nhà kính. Cho nên là trồng rau sạch như thế này thì giúp em là hiểu hơn được những cái lợi ích của cái việc trồng rau sạch và sử dụng phân thuốc hữu cơ. Khi các em đã được cung cấp kiến thức đầy đủ, trực tiếp trải nghiệm phần lý thuyết mà mình đã học và thu được kết quả là các sản phẩm an toàn, thì bản thân mỗi em học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực và hiệu quả trong việc vận động mọi người cùng nhau tạo ra thực phẩm an toàn, bảo đảm sức khỏe của người sử dụng. Đối với hoạt động trải nghiệm trồng rau sạch của học sinh khối 10 cũng như là hoạt động của câu lạc bộ sinh học trồng rau sạch đó, thì nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch rất là cụ thể và triển khai hướng dẫn cho giáo viên chủ nhiệm, cho ban quản lý hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của nhà trường, hướng dẫn các em từng cái bước làm, từng giai đoạn làm. Trong đó thì nhà trường có phân công ban quản lý hoạt động các câu lạc bộ đó là phải theo dõi sát từng cái giai đoạn của học sinh, và thông qua cái hoạt động của các em học sinh thì nhà trường có đánh giá từng giai đoạn, và đồng thời là giáo viên chủ nhiệm cũng như là đoàn thanh niên cũng là cái người luôn luôn sát cánh cùng các em để hỗ trợ cho chỉ bảo, cầm tay chỉ việc cho các em làm những cái công việc trồng rau sạch.
Nhà trường giáo dục cho các em đặt cái mục tiêu quan trọng nhất đó là các em phải có cái ý thức trong cái việc mà bảo vệ môi trường. Thì như vậy hiện nay thì chúng ta thấy rằng rau thì chúng ta thấy là phun thuốc hoặc là có cái chất độc, thì bước đầu tiên khi các em ngồi trên ghế nhà trường thì nhà trường muốn định hướng cho các em là thế nào là rau sạch. Và cái việc này thì câu lạc bộ sinh học cũng đã triển khai rất là kỹ đến anh học sinh. Không chỉ dừng lại ở đây, nhằm khuyến khích các em trong việc trồng rau an toàn, khi các em thu hoạch bắp cải, tất cả sản phẩm này đều được giáo viên trong trường mua về sử dụng. Việc làm này đã tạo thêm sự phấn khởi và niềm vui các em như được nhân đôi với thành quả lao động của mình. Thay đổi nhận thức về an toàn thực phẩm không chỉ từ những người nội trợ mà là của nhiều người, trong đó có các em học sinh, những người lớn trong tương lai. Mai này khi các bạn làm chủ gia đình thì đây là những người cùng chung tay đẩy lùi các loại thực phẩm không an toàn ra khỏi thị trường. Chuyên đề Ăn sạch sống khỏe kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.